Thưa quý vị, sau đây là phần tin Á Châu. Iran cảnh báo Hoa Kỳ đừng nên bị rơi vào bẫy của Do Thái. Chính phủ Iran đã đưa ra lời cảnh báo Hoa Kỳ hãy tránh xa bất kỳ cuộc xung đột nào có thể xảy ra giữa Hoa Kỳ với Do Thái, trong khi Washington yêu cầu Iran không nhắm mục tiêu vào các căn cứ của Hoa Kỳ. Phụ tá của Tổng thống Iran là ông Mohammad Jamshidi thông báo trên trang mạng X như sau: Cộng hòa Hồi giáo Iran cảnh báo các giới lãnh đạo của Hoa Kỳ không để bị lôi vào bẫy của Thủ tướng Do Thái là ông Benjamin Netanyahu. Trước đó, Iran đã cáo buộc lực lượng phòng vệ Do Thái đã tấn công tòa lãnh sự ở thủ đô Damascus ở Syria, làm cho 7 giới chức của lực lượng Quds thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran thiệt mạng. Lãnh đạo tối cao của Iran là ông Ayatollah Ali Khamenei tuyên bố là sẽ đáp trả. Các giới chức của Hoa Kỳ chưa cho biết liệu một cuộc tấn công của Iran nhắm vào Do Thái có phải là lý do để can thiệp quân sự hay không. Tuy nhiên, phía Hoa Kỳ đã nhiều lần cảnh báo Iran phải tránh xa cuộc xung đột giữa Do Thái và phe Hamas đang diễn ra. Phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Tòa Bạch Ốc là ông John Kirby nói rằng Hoa Kỳ rất lo ngại về khả năng xảy ra cuộc xung đột giữa Do Thái và Iran, thế nhưng cũng tiết lộ rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục cung cấp sự viện trợ quân sự cho Do Thái. Trong khi đó, một giới chức tại Ngũ Giác Đài cho biết rằng Hoa Kỳ đang trong tình trạng cảnh giác cao độ và chuẩn bị cho một cuộc tấn công của Iran nhắm vào tài sản của Do Thái hoặc Hoa Kỳ trong khu vực nói trên nhằm đáp trả cuộc tấn công vào tòa đại sứ Iran ở Syria. Trung Quốc nói rằng hy vọng cùng với Hoa Kỳ sẽ trở thành đối tác chứ không phải là đối thủ. Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen hiện nay đang thăm Trung Quốc và đã có cuộc gặp với Thủ tướng Trung Quốc là Lý Cường ở tại Bắc Kinh để thảo luận về quan hệ song phương. Phát biểu cuộc họp, ông Lý Cường lưu ý quan hệ Mỹ-Trung đang bắt đầu ổn định nhờ sự chỉ đạo chiến lược của lãnh đạo hai nước, đồng thời bày tỏ hy vọng rằng hai nước sẽ trở thành đối tác chứ không phải đối thủ của nhau. Hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, đó là Hoa Kỳ và Trung Quốc, có lợi ích kinh tế đan xen lẫn nhau. Do đó, việc tăng cường hợp tác kinh tế và thương mại có nghĩa là sự quan trọng đối với sự phát triển của cả hai nước, cũng như đóng góp vào tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Ông Lý Cường cho rằng cả hai bên nên tăng cường liên lạc để cùng nhau tìm cách kiểm soát và giải quyết những bất đồng. Trong khi đó, bà Janet Yellen nhận định quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đã trở nên ổn định hơn, tuy nhiên vẫn cần phải có nỗ lực hơn nữa để cải thiện. Bà cho rằng hai nền kinh tế hàng đầu trên thế giới nên quản lý mối quan hệ kinh tế song phương một cách có trách nhiệm và thể hiện vai trò đi đầu trong việc giải thích quyết những thách thức cấp bách toàn cầu. Bộ trưởng Yellen cho biết là chính phủ Hoa Kỳ đánh giá cao về tiến bộ đạt được liên quan đến sự hợp tác và đối thoại kinh tế Mỹ-Trung, sẵn sàng hợp tác để thực hiện sự đồng thuận quan trọng mà lãnh đạo hai nước đạt được ở tại San Francisco vừa qua. Chính phủ Do Thái tuyên bố như sau, họ sẽ không có lệnh ngưng bắn cho tới khi nào phe Hamas thả tất cả các con tin. Phát biểu tại cuộc họp nội các mới đây, Thủ tướng Do Thái nhấn mạnh rằng Do Thái sẵn sàng cho một thỏa thuận, thế nhưng sẽ không có lệnh ngừng bắn nếu như Hamas không trả tự do cho các con tin. Lời tuyên bố nói trên được đưa ra trong lúc cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn có sự tham gia của các nhà hòa giải quốc tế chuẩn bị nối lại tại Cairo của Ai Cập. Một giới chức cao cấp của Do Thái xác nhận phái đoàn của họ sẽ tham gia vòng đàm phán mới nhất. Các vòng đàm phán ngưng bắn trước đó đã không đạt được kết quả vì phía Do Thái yêu cầu Hamas phải thả tất cả các con tin còn lại ở dải Gaza, trong khi lực lượng Hamas thì nói rằng các con tin sẽ được phóng thích từng giai đoạn và bất kỳ lệnh ngưng bắn nào cũng phải trích dẫn một thỏa thuận ngưng bắn lâu dài. Thủ tướng Anh Quốc là ông Rishi Sunak đã hối thúc phong trào Hamas phải thả các con tin, đồng thời kêu gọi tạm ngừng giao tranh ngay lập tức tại dải Gaza. Trong khi đó, trong bài báo đăng trên tờ The Sunday Times, Ngoại trưởng Anh Quốc là ông David Cameron tuyên bố sự ủng hộ của Anh Quốc đối với Do Thái phụ thuộc vào việc quốc gia này có tuân thủ luật nhân đạo quốc tế hay không. Theo cơ quan y tế tại dải Gaza cho hay, kể từ khi cuộc xung đột bùng phát tại Gaza vào tháng 10 năm ngoái cho tới nay, đã có 33.175 người Palestine bị thiệt mạng và 75.886 người bị thương. Tình hình nhân đạo đang ngày càng xấu đi khi cuộc xung đột tại khu vực này đã kéo dài suốt 6 tháng qua. Phi đạn tấn công vào hai tàu ở tây nam thành phố cảng Aden của Yemen. Các nguồn tin an ninh hàng hải của Anh Quốc cho biết, một phi đạn rơi ở gần một tàu ở phía tây nam của thành phố cảng Aden của Yemen mới đây. Đây là vụ tấn công thứ hai xảy ra ở khu vực này trong chưa đầy 24 tiếng.
Công ty hàng hải Amber thông báo đã nhận được thông tin về một con tàu bị tấn công ở vịnh Aden, cách thành phố Mukalla của Yemen gần 200 cây số. Các tàu thuyền ở khu vực đó được khuyến cáo nên thận trọng và báo cáo mọi hoạt động đáng ngờ. Trong một vụ việc riêng rẽ, cơ quan điều hành thương mại hàng hải của Anh Quốc cho biết, một phi đạn rơi ở gần một tàu ở vị trí cách cảng Aden hơn 100 cây số về phía tây nam trong ngày 7 tháng 4. Tuy nhiên may mắn là không gây thiệt hại cho con tàu hay là thương vong. Các nguồn tin trên không nêu rõ lực lượng đứng ở đằng sau vụ tấn công, cũng như là không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Tuy nhiên, trong nhiều tháng qua, lực lượng Houthi ở Yemen đã liên tiếp thực hiện những cuộc tấn công nhắm vào các tàu thương mại ở Biển Đỏ để gây áp lực đối với Do Thái trong cuộc xung đột ở tại dải Gaza. Cambodia công bố có thêm 3 bệnh nhân bị mắc bệnh đậu mùa khỉ. Bộ Y tế của Cambodia công bố họ ghi nhận thêm 3 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ, nâng tổng số người bị bệnh lên tới 17 người kể từ khi trường hợp đầu tiên được ghi nhận ở quốc gia Đông Nam Á này vào năm 2022. Trong thông báo cập nhật hồi gần đây, Bộ Y tế của Cambodia cho biết rằng đa số các trường hợp bị mắc bệnh đậu mùa khỉ tại Cambodia được ghi nhận tại thủ đô Phnom Penh trong độ tuổi từ 20 cho tới 43. Trong số đó, có 5 trường hợp đang được theo dõi điều trị tại bệnh viện. Các triệu chứng có thể kéo dài trong vài tuần lễ của bệnh đậu mùa khỉ như là bị phát ban, bị nổi mụn nước ở trên da, ở lòng bàn tay, lòng bàn chân và trên mặt, rồi bị sốt hơn 38.5 độ C hoặc là bị nổi hạch, bị đau lưng, đau cơ, v.v. Cambodia nhận định rằng các trường hợp mới phát bệnh hiện nay cho thấy việc lây truyền bệnh đậu mùa khỉ tại Cambodia đang gia tăng theo xu hướng của thế giới. Trước đó, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết rằng bệnh đậu mùa khỉ đã được ghi nhận tại 117 quốc gia với hơn 93.000 trường hợp bị nhiễm bệnh, trong đó đã có 176 người tử vong. Đậu mùa khỉ vốn là bệnh lưu hành tại khu vực châu Phi, thế nhưng trong năm 2022, số trường hợp bị nhiễm bệnh này tại khu vực châu Âu gia tăng bất ngờ, khiến cho Tổ chức Y tế Thế giới ban bố tình trạng khẩn cấp y tế trên toàn cầu. Tin đến từ Trung Quốc cho biết là ngày càng có nhiều người trẻ ở Trung Quốc làm những công việc liên quan đến ngành tang lễ, bất chấp thành kiến và những lo ngại liên quan đến ngành này. Ngày Thanh Minh ở Trung Quốc là một trong những ngày phong tục quan trọng. Ngày này sẽ là ngày để tưởng nhớ tổ tiên bằng cách dọn dẹp mộ phần, cũng như là tỏ lòng thành kính với những người đã khuất. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau, một số người không thể đích thân đến quét mộ của người thân. Khi đó, những người trẻ sẽ có mặt để giúp đỡ. Theo yêu cầu của khách hàng, cô sẽ lạy mộ, chơi những bản nhạc mà người đã khuất yêu thích hoặc là đọc thư. Sự lựa chọn nghề nghiệp của Lee hay là những người liên quan đến cái chết hoặc là đám tang không được xã hội chấp nhận rộng rãi, đặc biệt là ở trong thế hệ cũ. Các bậc cha mẹ sẽ không coi đó là một công việc tử tế và có xu hướng liên kết công việc này với sự xui xẻo. Bất chấp nỗi sợ hãi về cái chết và những thành kiến, nhiều người trẻ Trung Quốc tham gia vào những nghề như là tổ chức tang lễ và làm người mẫu quần áo tang. Họ đang thúc đẩy sự đổi mới của ngành bằng những quan điểm mới và tư duy độc đáo, đồng thời mang đến niềm an ủi cho những khách hàng đang tiếc thương người thân của họ. Một số chọn mở cửa hàng trực tuyến để bán đồ dùng tang lễ như là bình đựng cho cốt, hương điện tử cũng như là nến. Vâng, tiếp theo phần tin Á Châu. Năm nay, hoa anh đào tại Nam Hàn nở muộn, do đó đã gây ra sự thất vọng cho du khách và khiến cho số lượng du khách bị giảm đi rất nhiều. Hoa anh đào tại Nam Hàn năm nay nở muộn hơn so với dự kiến, khiến cho lễ hội hoa anh đào tại các địa phương kém đi sự hấp dẫn và gây ra sự thất vọng cho du khách. Số lượng du khách tới thăm lễ hội này đã giảm đáng kể so với những năm trước đây. Một giới chức tại thành phố Changwon cho biết như sau, lễ hội hoa anh đào lớn nhất tại Nam Hàn được tổ chức hàng năm tại thành phố cảng Changwon, miền nam của tỉnh Gyeongsangnam. Nhưng năm nay đã chứng kiến số lượng du khách giảm đi tới 1 triệu 200 ngàn người. Trong 10 ngày diễn ra lễ hội hoa anh đào, chỉ có 3 triệu du khách đến thăm, trong khi đó vào hồi năm ngoái, số lượng du khách đến đây là hơn 4 triệu 200 ngàn người. Khoảng 360.000 cây hoa anh đào ở Changwon được dự báo sẽ nở rộ trong lễ hội năm nay. Thế nhưng trên thực tế, tỷ lệ nở hoa chỉ ở mức 15% vào ngày đầu tiên. Tại nhiều địa phương khác, các lễ hội hoa anh đào nổi tiếng như lễ hội ở Yuidu và Jamsi ở thủ đô Hán Thành cũng kết thúc với những cây hoa anh đào chỉ mới vừa chớm nở. Theo cơ quan tổ chức lễ hội, thì số lượng du khách đến thăm lễ hội Yuagudi đã giảm xuống chưa bằng một nửa so với năm ngoái. Nhiệt độ trung bình vào tháng 2 ở Nam Hàn là 4 độ C, được ghi nhận là cao nhất kể từ năm 1973.
Tuy nhiên, thời tiết thay đổi đột ngột vào tháng 3 vừa qua với nhiệt độ dưới 0 độ C bất thường và lượng mưa thấp hơn cũng như ít ánh sáng hơn mức trung bình, do đó không tạo được điều kiện ấm áp vừa đủ để cho hoa anh đào nở rộ.